Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Dạ, Hằng xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì mấy hôm trước á, Hằng có mua được mấy cái so quý bà cô chú. Hằng cũng có đem đây đặt cũng được mấy ngày. Nhưng mà nè cái nhà, nó vô xỉu rồi mà nó không có vô cá hết trơn, nó vô cua không à. Mình đi ra thăm mấy lần mà toàn một lọt thì dính được 2 con, 3 con. Vậy nè, mình đem heo ra đây coi thử có dính nó không đâu. Mình để vô cái thùng này cả nhà. Mấy hôm trước á đặt rồi ít cua quá, mình cũng có quay cho cả nhà coi nữa. Ít quá cũng mất hay mấy cả nhà ơi. Hôm nay hy vọng là sẽ nhiều nè nha. Sao thấy động tĩnh luôn. Chẳng biết nước sâu không nữa. Nước này cũng cạn. Hồi sáng là Hằng có đi thăm rồi á cả nhà. Hồi sáng là chiếc nạn thứ 82. Hằng mới vừa ngồi xuống thăm cái lờ cái té một cái vịt. Ủa, con này con gì vậy? Con tóc hay con ếch vậy? Ếch. Rồi con cua nhỏ chứ đừng mà con ếch nè quý bà cô chú. Con cua nhỏ xíu à, sao lấy gì vậy? Vậy là hên quá được con ếch bù trừ cả nhà ơi. Nhưng mà nếu mà con ếch mình lấy ra để cái hùng á chắc nó nhảy mất tiêu luôn á. Nhảy gì? Nhảy không? Đây kia mini nè cả nhà. Nói chuyện qua nghe mình la cái tóm làng nha cái nhà. Cua nhỏ chắc không đeo, nó kẹo không có đeo nhưng mà phải lấy nó ra thôi. Chạy đi, mấy con cua mình lặn nó không có bị xỉu. Nhảy ra đi. Thả nó đói vậy, cạn đi. Có nước rồi nó cũng nhảy ra. Nó lì gan hằn luôn đó nha. Đây con cua nhỏ nữa nè, con cua quan trọng này, cua mà con ếch hành mình sẽ bắt con ếch cho quý mà cô chú coi nha. Tìm chú ếch tới em cua luôn, con cua cho mình bắt rồi đó nha. Đang con tăng rồi con ếch, ếch nướng nhảy không ta đẩy cái nha. Ơ chết, quên nó đẩy đó, cua kẹp rồi sao ta, chết đi hả. Nó sống, nhưng mà mình quên, nó mình để nó con cua kẹp nó tội nghiệp lắm. Mình đi lấy nó mới được, quên cả nhà không cảm cả nhà ơi. Thôi mình thả nó luôn đi cả nhà, có một con à. Mình để nó, thả nó đi. Mình đặt lại nha. Sau đây mình thấy cua nhiều mà sao không để cái chân ta. Để cho anh đây nữa đi. Ngày hôm nay có con rồi mình. Ở này 3 ngày mà mình không được có nhiêu đây nha. Được có con cua cần kình bự cho bá luôn á cả nhà. Mình đi vòng qua kia nha, mình mua tới 2 cái đặt với 2 cái nha. Cái lờ nó, cái này là 2 cái lờ so, 2 cái lờ nữa. Mày đói luôn đây. Thôi hôm nào mình sẽ đem đi chặn ra đây mình phun phục mình nhấp cá nha. Thấy nước trong nè. Và thường nhân gian người ta nói là nước trong không có cá. Ừ, thật thà chẳng thành công.
Nhưng mà kệ, mình đi dò điểm mới cho cả nhà thôi, để mình quay có mấy chỗ mà mọi người cũng chán lắm. Thấy nó quẩn này kia đó nha mọi người. Còn đi thôi. Ở đây nó có cái đường nước nữa nè. Mình là trồng lên điểm theo cái đường này hay sao? Chứ mình lại trồng hay là tự mọc vậy ha? Chắc tự mọc. Mình mà thấy cá hôm nay thấy mình chụp liền luôn quá cả nhà. Mà chụp dính không thì là một chuyện khác. Đặt nhãn lồng, đặt nhãn lồng mới ngon. Có cá nè. Ở trên đây hay dưới đó vậy? Ở trên đây thì sao đâu? Sợ nước thì chắc là tạm bơm nước gần đây. Nó cũ rồi đúng không? Đó kia. Hả? Đó kia cái túi thằng cây kia nó yếu rồi đó. Nè, thấm này chứ. Đây. Đây cái chiếc nạn 82 là thằng nói đây đây nè. Rồi sáng thằng đi thằng coi. Thằng coi cả nhà, cái thằng bước xuống, thằng dở lên coi có không. Không có gì cho, có mấy ốc mà. Vừa bước lên cái nó chọc xuống một cái ép luôn. Tới đây nè, hên là mình chẳng còn sử dụng được. Chứ đến nỗi nào, con xài được, con xài được. Nhưng mà vẫn bị đau nha. Mở gì ra, chút ra, mấy gì để gì đi. Thôi, ở đây không mình có đem vợ nặng nữa. Đem đi đi. Đem lên dục qua đây. Ê, chị gớt ba cái phai. Ừ, miếng phai không tiêu rồi kìa. Đây, miếng phai đây. Mình đặt tới 2 miếng không mà ta. Có một miếng một luôn á, không mấy thì cameraman nó tua lại đi, cả nhà tua lại đi. Trời ơi, thấy có miếng khoai một luôn á. Mình đem qua bên kia mình đặt luôn. Ở đây không mềm mà. Đau lòng. Ơi con ốc được bằng đít nè. Nở ha. Ốc bằng đít nè. Rồi thôi đi, bỏ đi. Hồi sáng té ở đây là không hên đâu. Đảo lại đi. Ủa? À, trời quá à. Kỳ quá. Không phải tại em, cũng không phải tại cái lời. Mình không nữa mọi người. Chụp xuống đó
được đó được rồi, đi chứ xa. Ừ. Chắc thôi. Còn một cái nữa. À, còn hai cái nữa chứ. Cái là sao đằng trước này thì nước bằng cô chú. Ờ, nước nó mới bơm đi dần ứ được. Có con ngái rồi. Ngái là ngoài với cái trong đó. Nước ông mới bơm ở trong. Tại vì mình cũng phải cẩn thận hết đó. Tại vì bữa nay mình không được tốt. Ngớp qua nó bỉnh bỉnh rồi. Wow, cá sặc nè, cá sặc đẹp quá trời luôn này cả nhà. Có ai bắt nè. Trời ơi, cái sặc nó phải vô nhiều chút nó muốn quế, nó ăn chua luôn, khỏi cần tốn gì luôn. Khỏi cần tốn tiền luôn. Ôi, ớt chín luôn rồi. Mọi người ơi, tiền tiền tiền, cái này em quá à. Một đống cua luôn kìa, kìa. Ôi, cả nhà ơi, cái này luôn. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Bởi vậy không có gì chứ, nhờ nhờ phút cuối cùng đó cả nhà. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải nhờ phút cuối hết trơn á. Điên. Ôi, mình bắt mấy con cá sặc này với mình bỏ mình nấu canh chua được rồi đó. Thấy. Đem mấy cái chiêu qua đây đặt được á. Cái là nãy đem rồi. Nãy đặt bên bệnh cái đâu. Đem đây, đem đi. Con cua càng cần nó. Ê, bậy, bậy bạn ơi. Ôi, bên đây im quá cả nhà. Ôi, ôi. Ôi, ôi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Mọi người. Mọi người tiếp hành mọi người ơi. Ai nè, con này căng kinh đó nè. Ô, đã quá cả nhà. Ôi, này nấu nồi. Ơi. Hôm nay mình nấu
con luôn, 13 con luôn, một con nhỏ nó là 13 con, không biết phải không?